Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại shop bán hàng online của bên em Trong chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu về cho anh em một số mẫu laser Đang được anh em đang tin tưởng sử dụng nhiều nhất trên thị trường hiện nay nhé Cũng không phải để anh em chờ lại lâu nữa Sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết tính năng từ mẫu laser, các mẫu laser bên em Đó. Thì trước hết em sẽ giới thiệu cái laser đầu tiên Đây là laser màu đỏ Laser màu đỏ Cái này là laser đầu đạn màu đỏ phụ kiện đi kèm kẹp dây kẹp nòng đây là cái kẹp nòng và sẽ có một cái kẹp dây và một cái cục sạc và một cái đuôi chuột để anh em có thể điều khiển từ xa cái đuôi chuột này thì anh em điều khiển từ xa thì rất chi là ok và tiện đó thì đây là cái màu đỏ đầu đạn màu đỏ bên em đang bán giá 280.000 đồng đây đã là tiền cước phí bao vận chuyển đến tận nhà của anh em quyền lại anh em mua hàng bên em sẽ kiểm tra hàng nếu đúng hàng đặt trên video thì anh em sẽ thanh toán tiền nhé các bác cho em niềm tin thì em sẽ cho các bác lại niềm uy tín anh em nhé em sẽ giới thiệu cái laser thứ hai đây là cái laser màu đầu đạn màu đỏ phụ kiện đi kèm cũng kẹp dây kẹp nòng và một cái đuôi chuột và một cái cục sạc thì cái màu xanh này thì thì để anh em ngắm bắn ban ngày ban đêm thì đào là ok hết còn laser màu đỏ thì chủ yếu là anh em ngắm bắn ban đêm anh em nhé màu xanh này thì bên em đang bắn laser màu đầu đạn màu xanh này thì bên em đang bán giá 320 000 đồng đó là màu xanh. Em sẽ giới thiệu cái laser thứ tư, bên, thứ ba bên em. Đây là laser này thì dòng laser cao cấp anh em nhé. Cái này thì nó có sẽ có hai nút. Anh em xoáy ở đây ra. Xoáy ở đây ra. Đây là cái nút này thì anh em cho một cái lục giác, cái lục giác phụ kiện đi kèm đầy đủ anh em nhé. Một cái lục giác để anh em chỉnh tâm, cái này là chỉnh lên xuống và cái nút bên này để chỉnh sang trái sang phải. Đó chỉnh làm sao mà hợp lý cây củi của anh em để anh em ngắm bắn chuẩn xác nhất nhá thì cái màu màu đỏ này loại to này thì bên em đang bán với giá 2 000 đồng đó là tia laser to màu đỏ vâng các bác nào mà chưa có laser hoặc là laser hỏng laser lỗi mà muốn lên lên đài laser thì hãy cố gắng theo dõi nốt video của em hàng bên em về rất chi là nhiều để phục vụ anh em trong mùa săn bắn sắp tới nhé em sẽ giới thiệu laser cuối cùng bên em đây là laser màu xanh Cái này thì cũng là siêu to khổng lồ Cái này mà dùng cho các bác chơi BCB hoặc là Condo FX đều được hết Kẹp cái này thì em nói luôn là cái này là kẹp dây mới kẹp nòng Là dây bên nòng là 11, hai 20 anh em đều sử dụng được hết nhé Đó thì màu xanh này bên em đang bán giá 340.000 đồng Đó là bốn cái mẫu laser bên em Thì các bác đang quan tâm đến mẫu laser nào Thì hãy liên hệ trực tiếp bên em để bên em tư vấn và bán cho các bác những chiếc laser giá cả hợp lý và chất lượng em cam kết tốt nhất trên thị trường hiện nay nhé vâng một video rất chi là ngắn em xin được kết thúc tại đây các bác đang quan tâm mẫu laser nào thì hãy liên hệ trực tiếp bên em nhé em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ